Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho các bạn tham gia chương trình này góp từ một TT Zicon. Đây là một dáng mình thấy một dáng này cũng khá là uy tín nha các bạn, nên mình mới làm nha các bạn. Rồi đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram, các bạn join vào kênh Telegram của nó các bạn. Còn nhiệm vụ thứ ba các bạn follow Twitter và retweet nha các bạn. Rồi các bạn chờ mình chút xíu các bạn, để nó log đến trang Twitter của mình nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn vô Telegram thêm submit nè. Đây là dự án của nó nè các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn. Rồi các bạn test lại thì làm tan 5 người bạn. Rồi, bạn mới đáp được nha bạn. Rồi nhiệm vụ thứ tiếp theo các bạn follow và retweet nha các bạn. Bạn tag 5 người bạn nó vào nha các bạn. Rồi mình theo dõi rồi, các bạn nào chưa theo dõi thì theo dõi nha các bạn. Đây là dự án của nó nè các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn. Các bạn đi tiếp với comment nè. Chích dẫn các bạn tag 5 người bạn của mình vào nha các bạn. Dự án nó không yêu cầu nhưng mà mình thấy những trên cộng đồng của nó có tag mình tặng theo nha các bạn. Rồi các bạn test 5 những người bạn theo dõi của mình nha các bạn. Rồi các bạn test lại, rồi các bạn test lại, rồi bạn trở qua bên cái Greenfarm tiếp tục nha các bạn. Rồi nhiệm vụ của nó là, rồi xuống đây mình điền thông tin nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email của mình vào nha các bạn. Anh Nhân Quỳnh. Rồi username Telegram của mình nha các bạn. Các bạn mở Telegram ra nè. Theo thông tin thì bữa nay nó sẽ random ngẫu nhiên cho 2.000 người nhận 10.000 top cần các bạn. Thì các bạn nào có nhận được, không nhận thôi các bạn, send in. Thì nếu mà nhận không được cái may mắn thì mình chờ. Tờ tờ sẽ đứng máy kỹ tờ. Cho mai mày đứng các bạn vào sẽ tin lấy cái username Telegram của mình nha các bạn. Bà chó Telegram anh 1133. Có lên nè. Vì mình đã cái là này cái phim tiền sắm cái máy tính 5 triệu các bạn ơi, làm cho đá cái. À cộng Win V này nè, H9 nha các bạn. A cộng Win V này nè, H9 nè các bạn ơi. Rồi cái mở, các bạn mở cái Tego tiếp tục các bạn. Các bạn chia sẻ một cái link bot cho nó nè. Các bạn mở Tego nè, các bạn vào hồ sơ nè. Các bạn vào một tờ quýt nè. Đây cái bài tờ quýt của nó nè các bạn. Con này nó đã cho trên các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Con này nó cho giao dịch trên Uniswap nè, nó có thể cho bạn chạy qua bên TGS này. Rồi các bạn bot nha các bạn. Rồi nó yêu cầu các bạn gỡ vào địa chỉ 1TGS nha các bạn. Quất luôn các bạn ơi. Sao chép xin được không chơi nữa các bạn ơi. Các bạn mở dưới cho link của mình ra nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút reset nè. Đây, reset chứ các bạn ơi. Rồi các bạn bắt địa chỉ vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào 1TGS nha các bạn. Rồi các bạn bấm send. Chết mẹ. Mình không đủ phí ga hay gì ta. Rồi các bạn gửi cho nó 1TGS nha các bạn. Vì cái máy của mình nãy nha. Vô ai là. Rồi như vậy mình đã giao dịch thành công các bạn. Các bạn nhấp vào giao dịch cái giao dịch này các bạn. Rồi các bạn xuống đây copy cái ID gửi cho nó nè.
Đâu ta, ID nằm đâu ta? Rồi, copy cái ID này các bạn. Rồi các bạn copy nha bạn. 13. Rồi anh trả về form các bạn. Này nằm chỗ nào đó ta? Chỗ này nè các bạn. Đúng rồi. Rồi các bạn mở ví cho link của mình ra các bạn. Yeah. Rồi các bạn bấm vào một request này các bạn. Các bạn copy địa chỉ nha các bạn. Rồi các bạn mở lên nè. Rồi các bạn Vai ơi mày, tôi tại mày. Rồi các bạn bắt cái địa chỉ cho mình vào đây nha các bạn. Rồi các bạn điền cái chỗ này, các bạn điền dùm cái Zephyr là cái username Telegram của mình, các bạn ghi vào A cộng nha các bạn. Các bạn ghi vào A cộng anh 1133. Rồi các bạn gửi như là hoàn thành ai góp các bạn như video mình kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo tụi mình nha. Chết rồi, làm video mà làm mấy cái máy này chết rồi các bạn ơi.